Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị toàn bộ thông tin về nền tảng Phantom Blockchain và đồng coin FTM. Thưa quý vị, Phantom hiện đang xếp thứ tư theo thống kê từ DeFiNama, chỉ đứng sau Ethereum, Terra và BSC. Total Venue Lock của Phantom vào khoảng 6,48 tỷ USD. Thưa quý vị, Phantom FTM là một nền tảng trong đó gồm có một sổ cái phân tán và được dựa trên công nghệ đó là Direct Anirix Graph, viết tắt là DAG. Nó cực kỳ an toàn và có thể mở rộng bằng cách sử dụng những nguyên tắc ABT nhằm đạt được sự đồng thuận. Cùng với đó là một trình biên dịch xác minh và máy ảo dựa trên việc đăng ký để thực hiện được các hợp đồng thông minh. Phantom có một số tính năng chính như sau. Khi tham gia vào mạng lưới thì các nodder sẽ không cần biết đến sự tồn tại của mọi nodder khác trong mạng lưới. FTM sử dụng một loại dấu thời gian của Lamport, mục đích là để đạt được thứ tự địa hình từ những khối sự kiện. Chức năng kích hoạt những hợp đồng thông minh trên hệ thống và được dựa trên DAG, đồng thời sử dụng giao thức Narcissus. Cách thức hoạt động của FTM. Phantom là một mạng module. Module đã làm cho FTM có tính đặc biệt linh hoạt. Những nhà phát triển sẽ có thể chuyển những DApp dựa trên nền tảng Ethereum đang hiện có lên trên mạng chính, đó là Phantom Opera, trong vòng vài phút đồng hồ. Từ đó nâng cấp được đáng kể hiệu suất cũng như giảm tối đa chi phí. Mỗi Narcissus sẽ đại diện cho một layer, đại diện cho sự đồng thuận cũng như ngăn xếp của công nghệ blockchain. Đồng thời, có thể cắm được vào bất kỳ sổ cái phân tán nào. Narcissus sẽ hỗ trợ cho việc triển khai mạng chính là Phantom Opera, đồng thời sử dụng các máy ảo Ethereum tương thích Ethereum. Những đặc điểm nổi bật của FTM. Đặc điểm thứ nhất là tính mở rộng. Mỗi một mạng xây dựng trên Phantom sẽ được độc lập với nhau. Giao thông hoặc tắc nghẽn sẽ không ảnh hưởng tới sự ổn định cũng như hiệu suất của chúng. Với những DApp phức tạp cùng với đó là sự gia tăng của người dùng thì toàn bộ mạng sẽ bị chậm lại. Sở dĩ xảy ra điều này bởi tất cả những DApp đã sử dụng chung một cơ sở hạ tầng, tương tự như đối với việc một máy tính thực thi nhiều các ứng dụng một lúc tại một thời điểm thì máy tính đó dễ bị nghẽn, sau đó phản hồi chậm, thậm chí có thể bị treo hoàn toàn. FTM đã giải quyết được khả năng mở rộng này bằng việc cung cấp cho mỗi ứng dụng blockchain dành riêng cho nó. Điều này tương tự việc chạy một ứng dụng trên những máy tính khác nhau nhưng thuộc cùng một mạng. Mỗi một blockchain sẽ độc lập với nhau, đồng thời có token tùy chỉnh và các quy tắc quản trị. Tuy nhiên, tất cả sẽ được gắn trên Narcissus. Cùng với sự đồng thuận ABFT rất nhanh chóng của FTM, mọi blockchain sẽ có thể thực hiện tương tác cùng với nhau và sẽ được hưởng nợ của tốc độ cũng như tính bảo mật của công nghệ cơ bản. FTM là một mạng được tạo lên từ rất nhiều các máy tính phi tập trung. Chúng đều chung một logic, tuy nhiên lại hoàn toàn độc lập và có thể giao tiếp dễ dàng với nhau. Nói một cách khác thì FTM chính là một mạng lưới của những mạng lưới.
Đặc điểm thứ hai là tính bảo mật. Khác với công nghệ Proof of Work được Bitcoin và Ethereum sử dụng, FTM được bảo mật bằng công nghệ Proof of Stake, có thể ngăn chặn được sự tập trung cũng như có thể tiết kiệm điện. Narcissist sẽ cung cấp tính bảo mật theo cấp tổ chức cho những mạng phân tán. FTM sẽ cung cấp tính tuyệt đối. Điều này có nghĩa là những giao dịch sẽ không bao giờ được hoàn lại giống như trong những mạng mang tính cuối cùng theo kiểu xác suất. Việc sử dụng cơ chế đồng thuận cũng giúp mở rộng được quy mô lên tới hàng trăm nút đờ, đồng thời tăng khả năng phân quyền cũng như duy trì được tính bảo mật. Đặc điểm thứ ba là tính mở. FTM là một mạng lưới mã nguồn mở. Nó có tính chất không cần cấp phép. Chính vì thế mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành một validator nodder. Trong chuỗi Opera của Phantom thì số lượng sẽ là không giới hạn các nodder xác thực tham gia quá trình bảo mật mạng. Tuy nhiên, phải thỏa mãn điều kiện stake tối thiểu 3.175.000 FTM vào trong mạng lưới. Nếu như người dùng sở hữu một lượng thấp FTM hoặc nếu người dùng không phải là một chuyên gia chạy những hệ thống phân tán thì vẫn sẽ có thể tham gia vào quá trình bảo mật cho mạng lưới. Người dùng sẽ có thể ủy quyền tối thiểu là một FTM cho một nodder xác thực và sau đó nhận phần thưởng. Tiếp theo là bảng thông tin về FTM Coin. Còn đây là bảng phân bổ đồng FTM. FTM được dùng để làm gì? FTM được dùng với các mục đích sử dụng để staking nhằm trở thành validator nodder. Thứ hai, dùng để tham gia vào hệ thống quản trị mạng lưới. Thứ ba, dùng để trả phí giao dịch trong mạng lưới Phantom. Còn đây là bảng hệ sinh thái Phantom Ecosystem, quý vị có thể tham khảo. Bảng này cập nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Để tìm kiếm thêm thông tin về đồng coin FTM, quý vị cũng có thể vào CoinGecko hoặc CoinMarketCap. Giá hiện tại 1,19 USD. FTM hiện tại đang được chạy trên các mạng lưới ERC20, Harmony, BNB Smart Chain, Moondiver. Và đây là bảng thống kê và giá thị trường của đồng coin FTM. Xếp hạng vốn hóa thị trường đang đứng thứ hạng 43, giá cao nhất mọi thời điểm là 3,46 USD, cách nay 5 tháng. Vào tháng 10 năm 2021, giá thấp nhất là 0.00190227 USD. Vào tháng 3 năm 2020. Và đây là danh sách tất cả các sàn DeFi cũng như là sàn DEX đã nít
cái đồng coin FTM. Quý vị có thể tham khảo. Có khoảng 100 sàn đã nít đồng coin FTM. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Hy vọng qua những video như thế này, quý vị sẽ có những thông tin thêm về đồng FTM cũng như là hệ sinh thái Phantom. Rồi cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy đăng ký, nhấn like, theo dõi và chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất.